Cả nước hiện có hơn 32.000 công nhân lao động là F1, F2 đang bị cách ly, không có việc làm, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang chỉ đạo toàn ngành dồn toàn lực để phòng dịch, hỗ trợ công nhân lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động. Theo đó, sẽ hỗ trợ công nhân là diện F0, người nhiễm COVID-19, số tiền 3 triệu đồng một người, F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Đó là đề xuất từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công nhân lao động ngoại tỉnh thuộc hai đối tượng là F2 và thuê trọ trong các khu dân cư bị cách ly y tế được hỗ trợ tối thiểu 5kg gạo một người. Hiện Công đoàn Bắc Ninh hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho các khu công nghiệp phòng dịch. Song song đó là rà soát các F1, F2 và người đang bị phong tỏa cách ly để hỗ trợ kịp thời. Sáng ngày 18 tháng 5, theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, 4 trường hợp tại cộng đồng đã cách ly từ trước, gồm 3 người liên quan đến bệnh nhân 3634 là cựu giám đốc Hansinco Nguyễn Văn Thành. Cụ thể, 3 F1 của ông Nguyễn Văn Thành là con trai út của bệnh nhân 3 tuổi, cha ruột của ông Thành 72 tuổi, tiếp xúc ngày 8 tháng 5 và người giúp việc 50 tuổi. Cả 3 người được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội Thạch Thất vào ngày 12 tháng 5. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy họ âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 17 tháng 5, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt. CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh vừa quyết định kể từ 6 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh. Hình thức giãn cách người với người, hộ gia đình với hộ gia đình, xã với xã. Trước mắt, thực hiện cách ly xã hội từ ngày 18 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 5 để tập trung rà soát xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cách ly cụ thể. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh, qua rà soát các trường hợp có liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh tại phường Vũ Ninh. Trong hôm nay, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm F1, F2, yêu cầu các F2 ký cam kết và hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại tập đoàn Samsung, ngoài các quy định chung, tổ hợp Samsung Bắc Ninh còn có thêm các quy chế nội bộ về phòng chống dịch và vẫn đang duy trì tốt việc sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết, 4 tháng đầu năm, tăng trưởng công nghiệp vẫn bám sát kịch bản tăng trưởng GDP từ đầu năm. Xuất khẩu trong nước tăng cao hơn khu vực FDI, tuy nhiên, dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp thời gian tới. Bộ trưởng Công Thương nhắc tới tình trạng một số mặt hàng trên thế giới như phôi thép, xăng dầu tăng giá cao, khan hiếm chip bán dẫn điện tử có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Hầu hết ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam thuộc diện đã cách ly, tuy nhiên, số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn tăng cao. Tính đến 12 giờ trưa ngày 18 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.994 ca ghi nhận trong nước và 1.470 ca nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết có thêm 86 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. 85 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại khu vực đã cách ly, phong tỏa. Các ca mắc mới được đánh số từ BN4379 đến 4464. Trong 85 ca mắc ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 63 ca, Hà Nội 6 ca, Điện Biên 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hải Dương 3 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Hưng Yên 1 ca, Hà Nam 1 ca. Đáng chú ý, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC cũng mới xác nhận ca dương tính lần 1 với COVID-19 tại chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Hiện các đơn vị mở rộng diện lấy mẫu để giám sát lên 6.000 người. Trong khi đó, trên thế giới 24 giờ qua, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng 621.773 ca, tử vong tăng 11.988 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 20.344 ca. Một số nhà khoa học cảnh báo rất có thể Malaysia trở thành ổ của một số biến thể siêu lây nhiễm mà không hề hay biết. Ít nhất 2 biến thể siêu lây nhiễm đã được ghi nhận, nhưng có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Báo Straits Times của Malaysia cho biết, Bộ Y tế Malaysia chỉ đang tập trung vào các biến thể ngoại nhập như biến thể B1617 của Ấn Độ, mà quên mất các biến thể địa phương cũng có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm. Bộ Y tế Malaysia cảnh báo tình trạng lây nhiễm tại Selangor, bang giàu nhất nước, là không thể kiểm soát và cần phải ngăn chặn dịch lan rộng.
Kể từ ngày 5 tháng 5 đến nay, số ca mắc COVID-19 mới tại bang này luôn trên 1.000 ca một ngày, chiếm hơn 1/4 số ca nhiễm mới của Malaysia. Giới chức Malaysia cho biết có thể sẽ phong tỏa hoàn toàn bang Selangor nếu các biện pháp hạn chế hiện tại không kiểm chế được sự gia tăng đột biến của các nhiễm thể COVID-19 mới. Các hoạt động kinh doanh vẫn được tiếp diễn, tuy nhiên chính phủ sẽ cân nhắc đóng cửa hoàn toàn nếu tình hình dịch tại bang Selangor tiếp tục xấu đi. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Biden thông báo Mỹ sẽ gửi vaccine của các hãng Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson cùng với 60 triệu liều vaccine AstraZeneca đã lên kế hoạch trước đó để cung cấp cho các quốc gia khác. Tổng thống Joe Biden sẽ gửi thêm ít nhất 20 triệu liều vaccine COVID-19 ra nước ngoài vào cuối tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ chia sẻ vaccine đã được nước này cấp phép sử dụng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa cung cấp chi tiết về việc vaccine sẽ được phân phối tới những quốc gia nào. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nước này sẽ là quốc gia xuất khẩu vaccine nhiều nhất thế giới. Cho đến nay, Mỹ đã gửi vài triệu liều AstraZeneca đến Canada và Mexico. Không giống như những mũi tiêm khác, vaccine của hãng AstraZeneca chưa được cấp phép sử dụng ở Mỹ. Theo dữ liệu được cập nhật sáng ngày 17 tháng 5, Mỹ quản lý hơn 272 triệu liều vaccine COVID-19 và phân phối hơn 340 triệu liều.